Mỹ soạn lệnh trừng phạt những người thân cận ông Putin Báo Trung Quốc tố Mỹ mua chuộc vận động viên Olympic Thủ tướng Anh hủy thăm Nhật Bản Hồng Kông kỷ luật quan chức dự tiệc Covid-19 Bên miệng hố chiến tranh, Tết vẫn về với người Việt ở Ukraine Điểm tin trong nước, y bác sĩ nấu bánh trưng tặng bệnh nhân Covid-19 góc nhìn văn hóa truyền thống Ai đã đánh cắp hương vị ngày Tết của chúng ta? Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị khán thính giả của DKN TV Thưa quý vị, một năm cũ đã qua đi Một mùa xuân mới cùng những kỳ vọng mới đang đến Trong ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 Chương trình xin gửi tới quý khán thính giả và gia đình Có một năm mới sức khỏe, an lành, tràn ngập niềm vui, an khang, thịnh vượng. Còn bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của mục điểm tin sáng ngày 1 tháng 2 của DKN TV. Mở đầu chương trình là phần điểm tin quốc tế. Mỹ soạn lệnh trừng phạt những người thân cận với Putin. Thưa quý vị, mỹ và đồng minh đã chuẩn bị danh sách những người nga phải chịu cấm vận nếu nước này tấn công ukraine theo một quan chức giấu tên những cá nhân được chúng tôi xác định đều thân cận hoặc nằm trong giới điều hành điện kremlin và có vai trò với quá trình ra quyết định của chính phủ nga hoặc ít nhất cũng ủng hộ những động thái gây bất ổn của moscow quan chức mỹ giấu tên ngày hôm qua cho biết người này tiết lộ Mỹ đã chuẩn bị loạt biện pháp cấm vận cho một số người trong giới tinh hoa Nga và gia đình của họ. Thêm rằng, nỗ lực đang được điều phối với các đồng minh và đối tác của Washington. Chúng tôi có danh sách cá nhân rất rộng. Nội dung danh sách không được công bố vì nguy cơ tẩu tán tài sản. Quan chức giấu tên nói cho biết, một số mục tiêu được lấy từ danh sách chính trị gia và tài phiệt được liệt kê trong báo cáo gửi Quốc hội Mỹ năm 2018. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25 tháng 1 cho biết đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt trực tiếp với người đồng cấp Vladimir Putin nếu như Nga tấn công Ukraine. Giới phân tích khi đó cho rằng Mỹ nắm trong tay nhiều vũ khí trừng phạt, từ cấm vận diện rộng nhằm vào nước Nga cho đến những phương án nhắm trực tiếp tới ông chủ của Điện Kremlin. Truyền thông Mỹ hôm 28 tháng 1 dẫn nguồn thạo tin cho biết, Bộ Tài chính nước này đang lên kế hoạch áp trừng phạt chưa từng thấy với các tổ chức tài chính lớn nhất của Nga nếu nước này tiến đánh Ukraine. Ngoại trưởng Anh Truss hôm 30 tháng 1 cho biết, nước này sắp công bố luật trừng phạt mới nhằm ngăn Nga động binh với Ukraine. Trong đó, mở rộng công cụ cấm vận để bất kỳ mục tiêu nào liên quan đến lợi ích với Điện Kremlin hay chính quyền Nga đều có thể trở thành mục tiêu. Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ chủ quyền quốc gia thuộc Thượng viện Nga Andrei Klimov sau đó cho biết, Điện Kremlin đã nhiều lần cảnh báo giới tài phiệt Nga về những rủi ro có thể gặp phải khi gửi tài sản ở nước ngoài, trong bối cảnh quan hệ Nga-phương Tây đang ngày càng xấu đi. Truyền thông Trung Quốc cáo buộc Mỹ lên kế hoạch mua chuộc vận động viên dự Olympic mùa đông để họ thi đấu nửa vời và chỉ trích Bắc Kinh. Tờ Channel Daily cuối tuần trước dẫn các nguồn thảo tin cho biết, Mỹ đang lên kế hoạch kích động vận động viên từ nhiều nước bày tỏ bất bình với Trung Quốc, thi đấu hời hợt và thậm chí từ chối tham gia. Channel Daily thêm rằng Washington sẽ cung cấp khoản tiền lớn cho các vận động viên và huy động nguồn lực toàn cầu để bảo vệ danh tiếng của họ. Khi được hỏi về cáo buộc trên Channel Daily, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết Bài báo đã phơi bày ý định của một số người Mỹ là chính trị hóa thể thao, phá hoại và can thiệp Olympic Bắc Kinh. Người này cũng lên án cái gọi là âm mưu mua chùa các vận động viên và gây rắc rối tại Olympic Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực này sẽ thất bại. Người phát ngôn đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc hôm 29 tháng 1 khẳng định, nước này không điều phối chiến dịch toàn cầu liên quan tới quyết định tham dự Olympic Bắc Kinh. Các vận động viên Mỹ được quyền tự do thể hiện bản thân phù hợp với tinh thần và điều lệ của Olympic, phát ngôn viên nói rõ. Nước Mỹ hôm ngày 6 tháng 12 năm 2021 là nước đầu tiên tuyên bố tẩy chay ngoại giao, tức là không cử quan chức đến Olympic và Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022 vì những tội ác chống lại loài người ở Tân Cương và nhiều hoạt động vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Lãnh đạo Australia, anh Canada và Nhật Bản sau đó đã ra quyết định tương tự. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Uông Văn Bân, từng cảnh báo các nước phương Tây tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh chắc chắn sẽ phải hối hận và trả giá cho hành động sai lầm. Căng thẳng giữa Trung Quốc với Mỹ và các đồng minh của Washington gần đây đã gia tăng vì nhiều vấn đề như tình hình nhân quyền ở Tân Cương, vấn đề Hồng Kông, Đài Loan, Biển Đông hay nguồn gốc Covid-19. Chuyển sang một diễn biến khác. Thủ tướng Boris Johnson đã hủy chuyến thăm Nhật Bản dự kiến diễn ra giữa tháng 2, trong bối cảnh căng thẳng tại châu Âu và áp lực trong nước gia tăng. Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày hôm qua tiết lộ, thủ tướng Anh Boris Johnson đã hủy kế hoạch thăm nước này và dự hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida vào tháng sau, nhưng không nêu lý do cụ thể tránh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsumo sau đó đã bác bỏ thông tin Thủ tướng Johnson đang lên kế hoạch tham Nhật, trong khi văn phòng Thủ tướng Anh chưa đưa ra bình luận. Truyền thông Nhật Bản trước đó cho biết, hai Thủ tướng dự kiến họp tại thủ đô Tokyo để bàn về hợp tác an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như khủng hoảng quanh Ukraine. Nếu như được tổ chức, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Thủ tướng Anh và người đồng cấp Nhật Bản kể từ sau hội nghị khí hậu COP26 tại Anh hồi tháng 11 năm ngoái. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Tây và Moscow vẫn ở mức cao sau khi Nga bị cáo buộc điều 100.000 binh sĩ tới sát biên giới Ukraine. Động thái triển khai quân làm dấy lên lo ngại rằng Nga đang lên kế hoạch tấn công quốc gia láng giềng, điều mà Moscow liên tục phủ nhận. London đang thể hiện nỗ lực dẫn dắt châu Âu trong cuộc đối đầu với Moscow. Bộ Ngoại giao Anh tuần trước đưa ra động thái bất thường khi cáo buộc Điện Kremlin âm mưu cài lãnh đạo thân Nga ở Ukraine. Nước này cũng trở thành cường quốc châu Âu đầu tiên tham gia cùng với Mỹ trong nỗ lực cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Thủ tướng Johnson cũng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng được cho là nghiêm trọng nhất trên cương vị thủ tướng với một loạt lời kêu gọi từ chức. Khi văn phòng của ông liên tiếp bị cáo buộc tổ chức nhiều bữa tiệc giữa lệnh phong tỏa, trong lúc người dân thậm chí không thể trực tiếp tiễn biệt những thân nhân đã qua đời. Ngay cả một số thành viên cùng đảng bảo thủ với ông Johnson cũng kêu gọi ông từ chức. Thủ tướng Anh đã đưa ra nhiều lời giải thích về những bữa tiệc, từ việc phủ nhận cáo buộc các quy định chống dịch bị phá vỡ cho tới bày tỏ thấu hiểu cơn thịnh nộ và nỗi khổ của công chúng. Hôm 12 tháng 1 Ông đã thừa nhận trước quốc hội rằng đã tụ tập với nhân viên tại số 10, phố Downing khoảng 25 phút đồng hồ vào ngày 20 tháng 5 năm 2020, nhưng đã nhanh chóng quay vào văn phòng và nghĩ đó chỉ là sự kiện về công việc. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Hồng Kông kỷ luật quan chức dự tiệc Covid-19. Thưa quý vị, lãnh đạo Hồng Kông đã đề nghị Bắc Kinh cách chức trưởng phòng nội vụ Chui Jingwai vì dự tiệc sinh nhật với nhiều ca nhiễm COVID-19. Lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam ngày hôm qua tuyên bố cảnh cáo hai thành viên chính quyền vì đã dự tiệc sinh nhật của dân biểu Whitman Hung -Wai Man giữa lúc COVID-19 hoành hành, đồng thời đề nghị Bắc Kinh cách chức trưởng phòng nội vụ đặc khu Kaspar Chui Jingwai. Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi trưởng phòng Chui thông báo đã nộp đơn từ chức và sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân. Là một trong những quan chức đi đầu trong cuộc chiến chống Covid-19, tôi đã không làm gương trong đợt bùng phát lần này. Tôi đã sai lầm khi dự bữa tiệc hôm ngày 3 tháng 1 và hành xử không phù hợp, khi đáng lẽ phải ra sức chống Covid-19 lây lan. Ông nói, trưởng phòng nội vụ Chui sẽ rời vị trí ngay ngày hôm nay. Shui và hàng chục quan chức chính quyền Hồng Kông hồi đầu tháng đã phải cách ly tập trung sau khi dự tiệc sinh nhật của dân biểu Whitman Hung Man. Lãnh đạo Hồng Kông cho biết đã nhận được kết quả điều tra về hành vi của nhóm quan chức từ tuần trước và lập tức báo cáo lên chính phủ trung ương. Bà Kylie Lâm thêm rằng Shui đã dự bữa tiệc kéo dài gần 2 giờ với khoảng 200 khách, không ý thức được tình hình COVID-19 nghiêm trọng. Ông ấy không đeo khẩu trang khi trò chuyện với những người khác trong bữa tiệc. Hành động thật đáng thất vọng và vi phạm quy tắc dành cho các quan chức. Là thành viên chủ chốt trong lực lượng chống dịch, Shui lẽ ra phải ý thức hơn những người khác trong vấn đề kiểm soát dịch. Bà Lâm nói, Hồng Kông hiện ghi nhận hơn 14.000 ca nhiễm và 213 ca tử vong do COVID-19. Đặc khu này vẫn duy trì chính sách không COVID nghiêm ngặt. Nhưng gần đây, khi nhận hơn 100 ca nhiễm mỗi ngày, Hồng Kông đã tiêm vaccine COVID-19 cho gần 71% người dân. Chuyển sang phần tin tiếp theo Bên miệng hố chiến tranh, Tết vẫn về với người Việt ở Ukraine Kính thưa quý vị, xung đột giữa Nga và Ukraine không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người Việt tại Ukraine cộng đồng người Việt đã tổ chức Tết theo nhóm nhỏ nhằm bảo đảm an toàn trước dịch bệnh. Căng thẳng về chính trị giữa Nga và Ukraine không ảnh hưởng gì đến việc đón Tết cổ truyền của cộng đồng người Việt tại đây. Ông Đặng Đình Nga, sinh sống và làm việc tại thành phố Odessa của Ukraine, chia sẻ với Ring News. Theo ông Nga, xung đột giữa hai nước ảnh hưởng một phần đến công việc kinh doanh của người dân. Tuy nhiên, dân bản địa và cộng đồng người Việt không quá bận tâm đến việc chiến tranh giữa Ukraine và Nga có xảy ra hay không. Nếu có, chỉ một số rất ít người lo lắng về việc này, ông Nga cho biết. Một người Việt khác, ông Nguyễn Sĩ Tuyên, định cư tại Kiev, cho rằng cuộc sống chưa có nhiều thay đổi. Từ khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea, xung đột vẫn thường xảy ra, chứ không phải bây giờ mới có chiến tranh. Người dân quanh khu nhà tôi cũng không quá căng thẳng hay sốt sắng, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, ông Tuyên cho biết. Theo đài CNN, dù tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu đã cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng nếu chính quyền ông Putin tiến hành cuộc xâm lược. Khoảng 100.000 quân Nga vẫn được tập trung tại biên giới Ukraina. Vào tháng 12 năm 2021, Tình báo Mỹ ước tính rằng Nga có thể bắt đầu cuộc tấn công quân sự ở Ukraine sớm nhất vào đầu năm 2022. Căng thẳng vì đại dịch lấn át chiến tranh Ông Đình Ngà chia sẻ, tại Odessa, nhiều người Việt sống bằng các công việc kinh doanh. Tình hình chính trị căng thẳng dẫn đến đồng nội tệ mất giá, đi kèm với ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sức mua giảm dẫn đến việc kinh doanh của bà con người Việt khó khăn hơn. Còn theo ông Sĩ Tuyên, xung đột giữa Ukraine và Nga tạo nên căng thẳng về dầu khí. Điều này ảnh hưởng đến từng người dân. Khi giá khí đốt và dầu lửa tăng, các mặt hàng thiết yếu trong cuộc sống cũng tăng theo. Nhìn chung, đời sống chưa chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi chính trị. Ở ngoài đường, mọi người vẫn đi làm bình thường, Tôi chưa thấy ai phải đi mua sắm hay tích chữ gì cho chiến tranh. An tâm, sống, bình thường thôi, ông Tuyên nói. Ông Tuyên cảm thấy bất ngờ khi báo chí và truyền hình quốc tế đưa tin nhiều và mô tả về căng thẳng giữa Ukraine và Nga nghiêm trọng. Ông cũng nhận được nhiều tin nhắn hỏi thăm của người thân và bạn bè ở Việt Nam về tình hình chính trị tại Ukraine. Tuy nhiên, theo ông, chính phủ Ukraine chưa có động thái hay cảnh báo đối với người dân về tình trạng không an toàn trong xã hội do xung đột này gây nên. Hòa chung bối cảnh dịch bệnh trên toàn cầu, người dân Ukraine vẫn phải tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ở các hàng quán, cồn khử trùng và khẩu trang miễn phí được bay ra để người dân dễ dàng sử dụng. Đại dịch ở đây còn được người dân quan tâm hơn nhiều so với đe dọa về chiến tranh. Ông Tuyên nói, tết xa nhà không khác gì tết việt nam những ngày này thủ đô kiev trở lạnh tại kiev những năm trước đại dịch cộng đồng người việt thường phối hợp với đại sứ quán tổ chức tết số tiền quyên góp mang tính tự nguyện ai có nhiều ủng hộ nhiều ai có ít ủng hộ ít sự đóng góp dù lớn hay bé đều xuất phát từ tinh thần đoàn kết và vì mong ước đem tết đến gần hơn với những người việt xa xứ ông tuyên kể lại những năm ấy tết đến xuân về mọi người thuê hội trường lớn đồ ăn truyền thống có thể mua hoặc tự nấu lá rong được cắt rửa sạch sẽ ở việt nam và vận chuyển qua ukraine bằng máy bay vì lá rong đắt nên mọi người gói tiết kiệm chỉ cần hai cái lá đã có thể gói được một cái bánh to bánh sẽ được đun bằng khí đốt hoặc bằng điện tiết trời ở kiev lạnh khắc nghiệt nên hoa đào không nở. Trước Tết khoảng 7 đến 10 ngày, người Việt tại đây thường lấy cành mơ, mận hoặc đào rồi hơ gốc qua lửa. Sau đó, cắm cành cây vào bình nước đã hòa sẵn mực đỏ. Vào đúng mùng 1 Tết là lúc có một cành đào như ý. Ngày Tết, người địa phương vẫn đi làm bình thường. Những người Việt lao động tự do sẽ cho bản thân được nghỉ một vài ngày ai đi làm các đơn vị của người địa phương sẽ xin phép nghỉ. Người Việt ở đây tổ chức Tết với phương châm ở Việt Nam có gì ở Kiev có cái đó. Tất cả đón Tết theo giờ Việt Nam. Mọi người chúc Tết và gọi điện về thăm người thân. Ai nấy cũng vui vẻ và mong ước năm mới thật nhiều an vui. Kính thưa quý vị, Hàng trăm cặp bánh trưng do chính tay y bác sĩ gói đã được gửi tặng cho các bệnh nhân đang phải điều trị COVID-19 nhằm động viên người bệnh có một cái Tết ấm áp. Vào tối 31 tháng 1, bác sĩ Trần Thuận, giám đốc trung tâm y tế huyện Carombuk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tổ chức đốt lửa tạo không khí vui tươi đón chào năm mới cho các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại trung tâm bên cạnh đó các nhân viên y tế đã phát xong những phần bánh trưng quà tết cho các bệnh nhân chúng tôi mong muốn những phần quà sẽ phần nào giúp cho bệnh nhân cảm thấy ấm áp trong những ngày tết đang phải ở trong bệnh viện điều trị bác sĩ thuận chia sẻ phần lớn các bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm đều khó khăn thiếu thốn đủ thứ vì vậy các nhân viên y tế đã đề xuất ban giám đốc trung tâm y tế triển khai nấu bánh trưng tặng cho bệnh nhân nhằm chia sẻ những khó khăn, tiếp thêm động lực cho bệnh nhân sớm lành bệnh. Được biết, những ngày qua, khoảng 40 y bác sĩ và các nhà hảo tâm đã tập trung về Trung tâm Y tế huyện Cronbuk, chung tay gói, thổi lửa nấu bánh trưng xuyên đêm. Tổng cộng đã có 600 cặp bánh trưng được trao cho các bệnh nhân mắc COVID-19 và đội ngũ y bác sĩ làm nhiệm vụ trực Tết tại trung tâm. Khi dịch bệnh COVID-19 tại Đắk Lắk diễn biến phức tạp, Trung tâm Y tế huyện Krông Búc đã chuyển hoàn toàn công năng sang điều trị bệnh nhân COVID-19 cho người dân trong khu vực. Hiện có hơn 230 bệnh nhân đang phải điều trị, phải đón Tết tại bệnh viện và có hàng ngàn bệnh nhân đã khỏi bệnh xuất viện. Phần cuối chương trình hôm nay, kính mời quý vị đến với góc nhìn văn hóa truyền thống qua bài viết Ai đã đánh cắp hương vị ngày Tết của chúng ta? của tác giả Thiện An được đăng trên trang nguyện ước com. Kính thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn ai cũng ít nhiều có cảm giác này. Hương vị ngày Tết mỗi năm một phai nhạt, không thể tìm lại được cái cảm giác của Tết Nguyên Đán xưa kia. Mặc quần áo mới, đốt pháo, dán câu đối Tết, gói bánh trưng đến nhà họ hàng bạn bè chúc tết dọn dẹp nhà cửa phát bao lì xì sắm hàng tết trang đèn trang trí tất cả đều là hương vị ngày tết năm mới vẫn là năm mới nhưng không biết từ bao giờ nhiều người cảm thấy rõ ràng hai từ năm mới đã nhạt phai đi rất nhiều dường như càng ngày càng trống trải và chúng ta không còn tìm được cảm giác của những cái Tết trước đây. Vậy hương vị Tết xưa có những điều gì mà khiến chúng ta phải nhớ mãi? Tết xưa nhà nào cũng đốt pháo, từ giao thừa đến ngày rằm tháng riêng, tiếng pháo đi đùng không ngớt, tiếng pháo nổ nối tiếp nhau, mùi pháo và âm thanh giật mình ấy mới đúng không khí ngày lễ. Mọi người cảm nhận trực tiếp nhất hương vị của năm mới trong tiếng pháo Tết. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại vì vấn đề bảo vệ môi trường cũng như cân nhắc an toàn. Các thành phố lớn nhỏ đều ban hành lệnh cấm đốt pháo. Thời xưa còn khan hiếm vật chất, cả người lớn và trẻ nhỏ mong chờ nhất là ngày Tết. Vì chỉ Tết mới được ăn ngon. Chúng ta chắc hẳn còn nhớ khi còn nhỏ chỉ được ăn bánh trưng xanh trong những ngày Tết. Ăn thịt cá to thì thơm cả miệng. Khi sang nhà hàng xóm chúc Tết, trẻ con thích bốc một nắm hạt dưa, hạt bí, bánh kẹo rồi dành dụm để về nhà ăn. Bây giờ đời sống ngày càng nâng cao, thịt cá nhiều, mọi người muốn mua gì vào dịp nào cũng được. Những món ngon chỉ có trong ngày Tết như bánh trưng, bánh tét, nay đã có thể ăn trong đời sống hàng ngày. Sự mong chờ ngày Tết để được ăn ngon không còn nữa. Hương vị ngày Tết thực sự bị đánh cắp bởi mức sống vật chất cao. Tết nguyên đán là khoảng thời gian sum họp, cả gia đình quây quần bên bàn ăn, nói chuyện, cười đùa, ôn lại những kỷ niệm, tổng kết một năm vừa qua và hướng tới tương lai thật là sống động. Ngày nay, điện thoại di động đã trở nên phổ biến, hầu như từ già đến trẻ ai ai cũng có điện thoại di động, dùng để xem giải trí, xem video, đọc tin, chơi game. Vì thế, cơ hội giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình ngày càng ít đi và mọi người đã trở nên xa cách nhau từ bao giờ. Ngày xưa Người ta thường dậy sớm để đi chúc Tết, đi cả một ngày cũng không hết được bà con lối xóm. Giờ đây, một tin nhắn, một cuộc điện thoại, vài dòng chúc mừng năm mới, mọi người copy những lời chúc Tết và gửi đi chỉ trong nháy mắt. Chúng ta đã không còn tìm lại được cái cảm giác chúc Tết trước đây. Điện thoại di động và internet chính là kẻ cắp hương vị ngày Tết của chúng ta trước đây nhịp sống rất chậm nhất là ở nông thôn mặc dù khoảng thời gian tết là mùa đồng áng nhưng ít người ra ngoài làm ai ai cũng gác lại công việc vì cho rằng tết là thời điểm quan trọng nhất trong năm đã là ngày quan trọng thì dù có ngàn đô cũng không thể đổi được nhưng giờ đây nhịp sống càng ngày càng tăng tốc kéo theo đủ thứ áp lực mọi người bận đi làm cũng là lẽ thường tình trong dịp Tết. Việc kiếm tiền còn quan trọng hơn Tết. Hương vị ngày Tết đã mất đi bởi nhịp sống gấp gáp. Ngày xưa, nhà ai cũng có đông anh chị em, họ hàng. Từ ngày mùng 1 đã bắt đầu đi chúc Tết nhà nội, ngày mùng 2 thì về nhà ngoại, ngày mùng 3 đến nhà anh em bạn bè, mùng 4 hóa vàng nhà bác cả mùng năm hóa vàng nhà bác hai. Cứ thế, ngày nào cũng được ăn cỗ, đông vui như chảy hội. Ngày nay, các gia đình sinh con ít hơn so với những thế hệ trước. Tần suất thăm hỏi họ hàng, bạn bè cũng không còn nhiều như xưa. Xưa nay, Tết Nguyên Đán là tín hiệu để các thành viên trong một gia đình về nhà sum họp. Dù ở phương trời nào, xa cách nơi đâu miễn là Tết đến thì tất cả đều có một lý do để sách đồ và trở về nhà. Trong lòng bạn chỉ có một suy nghĩ, sum họp gia đình và đón một cái Tết vui vẻ. Hai năm trở lại đây, dịch bệnh đã khiến một số người không thể về nhà. Chủ trương ăn Tết tại chỗ làm cho việc sum họp trước đây nay dường như là một niềm hy vọng xa vời hương vị ngày Tết thực sự đã bị dịch bệnh đánh cắp. Có lẽ thời thế đang tiến bộ, do mức sống cao hơn nên ngày nào cũng đủ đầy. Hương vị ngày Tết cũng vì thế mà dần nhạt đi theo năm tháng. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm tin sáng ngày mùng 1 Tết, tức ngày 1 tháng 2 của DKN TV cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại